Một ngày đi làm của tiếp viên hàng không sẽ bắt đầu từ thời điểm tiếp viên chuẩn bị hành lý, trang điểm ở nhà đến khi thực hiện công việc trên máy bay. Để gây ấn tượng với hình ảnh thân thiện và tạo niềm tin với khách hàng, đồng nghiệp, một tác phong chuẩn mực và thái độ chân thành là điều tiếp viên luôn đặc biệt chú ý. Với mỗi tiếp viên, hạnh phúc là được ngắm trời mây, biển núi từ trên cao, đặt chân đến những vùng đất mới và hơn hết là mang lại niềm vui, những trải nghiệm thú vị cho hành khách trên mỗi hành trình của Vietnam Airlines. Vì tính chất công việc khá đặc thù và phụ thuộc vào thời gian của chuyến bay, nên dù thức dậy từ 2 giờ sáng hay khi bắt đầu chuyến bay lúc 23 giờ đêm, thì tiếp viên vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp. Nếu chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ sáng, các tiếp viên sẽ thức dậy từ trước 4 giờ để chuẩn bị trang phục, hành lý, trang điểm và di chuyển đến công ty. Theo quy định, phi hành đoàn phải có mặt trước chuyến bay khoảng 1 tiếng để thực hiện nhiệm vụ và các công tác liên quan. Vì tính chất nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tận tâm đưa các giá trị dịch vụ, quảng bá sản phẩm của Vietnam Airlines, nên mỗi tiếp viên được đào tạo kỹ lưỡng từng cử chỉ, lời nói, chuẩn mực trong mọi tình huống. Trước mỗi chuyến bay, tổ tiếp viên sẽ trao đổi và thống nhất với nhau về các công việc liên quan đến hành khách, hành lý, công tác phục vụ nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm trọn vẹn nhất cho hành khách. Trước khi chào đón hành khách lên máy bay, các tiếp viên sẽ kiểm tra các thiết bị an toàn bay, hệ thống liên lạc, an ninh theo đúng quy trình, quy định để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Sau đó, tiếp viên ký nhận và kiểm tra các hàng hóa, thực phẩm, vật tư được cấp lên máy bay. Và cuối cùng, các đại sứ thương hiệu của Vietnam Airlines sẽ chỉnh trang lại trang phục, trang điểm để chuẩn bị đón chào hành khách. Công việc của các tiếp viên có thể là đi từ rất sớm hoặc về lúc đêm khuya, nhưng dù bất kỳ thời điểm nào trong ngày, hành khách sẽ vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh tác phong chuẩn mực, thiện cảm, chăm chút cho từng việc, dù là nhỏ nhất, để tạo sự tin tưởng và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Có những chuyến đi với đích đến là trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của miền đất mới, cũng có những hành trình trở về để gắn kết yêu thương với người thân, bạn bè. Và những tiếp viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn luôn tự hào, nỗ lực để mang đến niềm vui, sự an tâm tới khách hàng trên mỗi chuyến bay mang thương hiệu quốc gia Vietnam Airlines.